Chư ác mạt tát là tiếng Hán. Chư ác mạt tát, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Chư ác mạt tát, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Dịch là đừng làm các ác, siêng làm các thiện. Tâm ý thanh tịnh, là lời Phật dạy. Đây là tổng cương lĩnh một đời giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni suốt 49 năm trên 300 hội thuyết pháp. Nhà Phật định nghĩa và quy định của cái ác là những điều gì? Và quy định của cái thiện là những điều gì? Ác đó là tham sân si. Thiện đó là không tham, không sân, không si. Đó là nói về ý. Còn nói về khẩu, miệng mình ác đó là nói sai sự thật, nói lời ác khẩu, nói thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều. Nếu người nói sự thật, không nói sai sự thật, người không đem chuyện người này buông nói chuyện người khác, không nói đầu sóc, đòn sóc hai đầu,
Những người họ có thiện khẩu thì được xem là thiện. Còn thân của họ là sát sanh trộm cắp tà dâm gọi là ác. Thân họ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là thiện. Thì quy định lại trong ba nghiệp thân khẩu ý, thiện hay ác là từ nơi thân khẩu ý. Hôm nay đại chúng nghe những cái điều này, nếu người đó thân khẩu ý là thiện thì họ làm việc gì cũng thiện. Mình nhìn vô tưởng chừng như là ác ngang, họ uống rượu, họ ăn thịt, mình tưởng là ác ngang, nhưng mà là thiện. Rồi mình thấy người đó họ làm thiện ngang, mình tưởng chừng là thiện mà thành ác. Cho nên có ông đó viết thư nói Ấn Tổ kêu con nghèo quá, con đâu có tiền, con làm từ thiện, con đâu là có tiền, con làm phước báo đâu. Thì Ấn Tổ mới nói ông cứ nghĩ là thiện là có tiền để làm phước báu cúng dường, rồi xây chùa tạo tượng đúc chuông, rồi cúng dường tài thí pháp thí vân vân, mọi thứ là thiện hả? Nếu tâm ông, thân ông và miệng ông là thiện, ông làm một chuyện nhỏ nó cũng là thiện. Chỗ này sâu sắc. Nếu tâm ông là ác, còn tham sân si đầy dẫy, miệng ông thì thường nói sai sự thật, thân ông còn sát trộm dâm, ông làm thiện chưa chắc gì thiện, coi chừng là ác. Bởi vì cái gốc nó là ác, chưa có tự tịnh kỳ ý, tâm ý ông chưa thanh tịnh. Cái chỗ này sâu sắc, thiệt là sâu sắc. Ông chấp vô, ông nói ông nghèo quá, ông không có tiền làm điều thiện. Ấn Tổ nói thân tâm ông đã thanh tịnh rồi, khẩu ông thanh tịnh rồi, ông chỉ làm một việc nhỏ thôi thì cũng là công đức vô lậu đó, cũng là phước báo vô lậu đó. Chỗ này rất là sâu sắc, mấy anh em suy nghĩ. Thì cái việc mà minh định của Phật giáo thiện ác là một cái việc mà bọn phàm phu chúng ta nhiều lúc chưa có minh định và chưa có làm đúng với cái phạm trù của thiện ác đó. Cùng cực của điều ác hay còn gọi là thượng ác đó, là tham sân si nó dẫy đầy và nó có sức mạnh mãnh liệt đó, nó lừng lẫy đó, gọi là thượng ác thì vô địa ngục. Mà trong cái thượng ác đó thì cái sân hận chiếm ưu thế mạnh, thì đây là cái nhân của địa ngục. Cái chỗ này danh từ này cũng đặc biệt, mấy anh em cũng nên ghi vào. Người ta nói mình đọa địa ngục là gieo cái nhân gì? Là gieo một cái nhân ác gọi là thượng ác, mà sân hận chiếm ưu thế, gọi là thượng ác, đọa địa ngục. Trung ác, mà trong cái trung ác đó cái tham nó chiếm ưu thế, lừng lẫy, thì vào ngạ quỷ. Hạ ác, thì trong cái hạ ác đó cái si mê nó chiếm ưu thế, là loài súc sanh. Cái này là chúng tôi học từ còn nhỏ bé tí, nghe cái vị hòa thượng nói, cái là mình ghi vô tập học thuộc lòng, để trong lòng, lấy ra dùng, không có khi nào mà lỗ thời hết. Còn thiện mà thượng thiện á, thượng thiện á, ba nghiệp thân khẩu ý tạo ra điều thiện mà thượng thiện để sanh về cõi trời. Mà trung thiện á thì chết trở lại làm người. Còn hạ thiện á thì bỏ báo thân này thọ mạng hết, vô cảnh giới Atula. Atula là cảnh giới thấp hơn cõi người, phi nhân phi thiên. Phi nhân phi thiên không phải người, không phải trời, mà là hạ thiện đó. Thì hôm nay muốn nói đến cái việc là lý do gì gia đình mình không có việc vui. Gia đình mình cứ trắc trở hoài, làm ăn cũng trắc trở, con học hành cũng không đỗ đạt, rồi con cái nó hư đốn, rồi gia đình nó cứ lộn xộn hoài,
không có hòa thuận. Người ta nói dĩ hòa vi quý, hòa khí sanh tài. Gia đình không có một cái không khí hòa thuận với nhau. Cha làm đường, cha nghĩ đường, cha nói đường, mẹ làm một ngã, con đứng cửa giữa, không biết ngõ nào rờ. Gọi là chống đánh xuôi mà kèn thổi ngược. Còn nếu mà hòa hợp với nhau thì ông Tổ nói là giống như khảy đàn cầm đàn sắt. Lý do gì gia đình họ không ổn? Do gia đình họ không thích điều thiện. Lý do gì gia đình họ bất ổn? Cứ gặp chướng ngại hoài. Có phải ông trời ông hại không? Không phải. Chính mình hại mình tạo ra điều ác, cho nên gia đình mình bất ổn. Nhà tích điều ác, tai ương có thường. Thì cái việc mà để tích thiện tích ác á, nó nằm cái chủ chốt cái chỗ này nè quý vị. Cái chỗ tự tịnh kỷ. Nó làm cho ý của mình, tâm của mình thanh tịnh rồi, thì cái người này nói ra là thiện, làm là thiện, dầu cho làm nhỏ làm ít, mà thân khẩu ý họ đã thuần thiện thuần tịnh rồi đó, thì họ làm cái gì nó cũng là thiện hả? Thì chỉ cái chỗ này hôm trước Giảng Nhàn có nói với mấy anh em huynh đệ, tột cùng của tịnh tự tịnh kỳ ý ở trong Vân Sao Ấn Tổ có nói đó là gì? Nhất tâm vô trụ, vạn cảnh đều nhàn, chẳng ghét lục trần, vẫn đồng chánh giác. Ghi lại câu này, người ta không có biết cái cách gì để làm tự tịnh kỳ ý hết. Thì Ngài nói là nhất tâm vô trụ, vạn cảnh điều nhàn, chẳng ghét lục trần, vẫn đồng chánh giác. Người ta làm thiện, người ta cũng không có trụ nơi thiện. Khi mà họ trụ nơi thiện, tức là họ còn cái ngã đó, mà còn cái ngã mạng gọi là phàm ngã, là có chướng ngại cho coi. Nhất tâm niệm Phật, không trụ thiện, không trụ ác, tùy duyên gặp thiện làm, dầu là một việc thiện nhỏ, không bỏ. Nhất tâm vô trụ, không trụ vào ác, trụ vào câu Phật hiệu, dầu gặp việc ác nhỏ cũng phải tránh. Chỗ này thâm sâu ạ. Chỗ này khó hiểu. Có nhiều người họ chỉ đi làm từ thiện thôi, không tự tịnh kỳ ý, không có đạt đến nhất tâm vô trụ. Và họ cứ ghét lục trần, họ làm từ thiện mà họ ghét người này, họ thương người kia, họ bực bội, tâm thần, tinh thần của họ bất an vô cùng. Họ chưa tự tịnh kỳ ý, bởi vì họ không có đạt đến của cái chuyện nhất tâm niệm Phật, mà để không trụ vô thiện, không trụ ác. Cái câu này là Lục Tổ Huệ Năng khai thị cho Ngài Huệ Minh khi được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát, cái là Ngài đi thiệt xa mà Ngài Huệ Minh được cái lệnh của Thần Tú là người quản lý chúng kề cận mà sâu Ngài Ngũ Tổ. Thì Thần Tú phối hợp với Ngài Huệ Minh kêu Ngài Huệ Minh dí theo lấy y bát Lục Tổ. Lục Tổ từ xa thấy Huệ Minh hùng hồn chạy đến, chui vô bụi núp. Cái thời đó mà còn tranh giành y bát, thì cái thời này họ tranh giành cái gì? Tiền tài danh lợi lẫy lừng luôn. Tiền tài trong đó có tranh giành chùa. Thì lúc đó Huệ Năng phải chui vô để trốn trong đống cái bụi thôi, chui vô bụi trốn trong đó, để y bát cái trên cái mỏm đá đó. Thường y bát đó là từ Đức Phật truyền lại Ngài Ca Diếp, mãi mãi cho đến Ngài Ngũ Tổ, rồi đến Lục Tổ là hết, không truyền nữa. Thì có Long Thần Hộ Pháp giữ cho, đâu phải muốn lấy là lấy đâu. Không có phước làm sao có phần để mà giành được, không có tu chứng mà là làm sao mà thể cầm y bát để được. Vừa đến đó thấy y bát là coi như Long Thần Hộ Pháp giữ, là quang minh của Phật coi như là ở trong đó, mà vừa nhắc lên nhắc không nổi, run tay run chân đuối. Khi mà nhắc lên không được thì mới hoảng hốt lên, mới nói Huệ Minh biết tội rồi, Huệ Năng ơi ra đi. Thì lúc đó Ngài Huệ Năng ở trong bụi chui ra,
Huệ Năng có gì dạy cho sư đệ Huệ Minh đi, biết tội rồi, không lấy được y à, không cướp được y à. Thì lúc này là cái lúc mà nhất tâm vô trụ nè, vạn cảnh điều nhàn. Mà người tu thiền họ nhất tâm vô trụ, họ trụ nơi cái chỗ trong tâm thường trụ. Còn cái người niệm Phật thì nhất tâm vô trụ mà họ trụ nơi ngay chỗ câu Phật hiệu, chứ không phải không trụ gì đâu. Thì lúc đó Huệ Năng bước ra mới nói: Huệ Minh à, ngươi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đó là bổn lai thanh tịnh diện mục của Thượng Tọa Huệ Minh. Nghe cái ông ngộ liền. Ở với thầy mình là ngũ tổ, suốt bao nhiêu năm không ngộ, cuối cùng Huệ Năng khai ngộ cho Huệ Minh. Nghĩa là cái lúc trước ông đi tranh giành y là ông nghĩ ác, bây giờ ông lấy không được, bắt đầu ông nghĩ thiện. Thì thiện ác đó vẫn không phải là trong tâm thường trụ của Thượng Tọa Huệ Minh. Trong tâm thường trụ nó không có dính mắc một niệm thiện hay niệm ác. Thì lúc đó Huệ Minh ngộ liền, mới ngộ thôi, bây giờ phải lui về sống với nó một thời gian khá lâu. Thì cái chỗ này là cái chỗ tự tịnh kỳ ý, cái chỗ này là nhất tâm vô trụ, là bên thiền tông là trụ nơi cái chỗ vô trụ, trụ nơi cái chân tâm thường trụ. Nói vậy không phải là cứ trụ nơi chân tâm thường trụ mà không làm việc thiện, cũng không phải. Việc thiện đó là một cái nhân quả để khi mình hình thành một cái cảnh giới và mình hình thành trong một cái duyên để độ sanh thì nó giúp ích cho mình rất là hữu quả. Và trên cái lộ trình mình đi, những điều thiện đó là những cái hoa thơm cỏ lạ, nó giúp cho mình có một cái điều kiện để bước đi rất thuận tiện. Không nên bỏ cái điều này. Nhưng mà nếu mà chấp vô thì cũng bị chướng ngại. Trên cái chỗ sâu sắc mà Ấn Tổ muốn nói đến cái câu của thiền, nhà thiền đó là nhất tâm vô trụ, là người đã, họ đã nhất tâm, là tâm họ thanh tịnh rồi, họ không có trụ nơi ngay chỗ thiện và ác nữa, họ không có trụ nơi đúng và sai, phải và trái, buồn và vui nữa, mà họ trụ nơi cái chỗ tâm chân không thường trụ đó. Còn con người nguyên là Ngài nói đến phải nhất tâm, nhất tâm niệm Phật, trụ nơi cái chỗ vô trụ, là không trụ nơi thiện và ác, thì tự tịnh kỳ ý được. Mà thư khi mà đã tự tịnh kỳ ý được rồi đó thì sao? Thì họ làm cái việc thiện nhỏ nó cũng trở thành việc thiện vô lậu. Bởi vì cái tâm họ đã thuần tịnh rồi, thì họ làm việc thiện là nó thuần thiện. Còn tâm họ còn nhiễm đục, vẫn đục, tham sân si dẫy đầy á, thì họ làm việc thiện nhưng mà nó cũng chưa phải là thuần thiện, trong đó nó lẫn lộn với ác. Chỗ này cái chỗ sâu sắc, anh em huynh đệ nên lưu tâm ở chỗ này. Cho nên thành ra có cái câu chuyện thiền tông áp dụng đúng vô trong cái lúc này, mà mong anh em thì chỉ hiểu thôi, chứ mà mình để làm được cái cảnh giới này là không được. Như lúc này Ngài Bách Trượng quản lý một cái khu đó, và có chư tăng là thiền sinh ở đó rất là đông. Ngài Bách Trượng là một cái tiêu chí của Ngài là một ngày không làm là một ngày không ăn. Nhất nhật bắt tác là một ngày không làm là tác á, là làm là một ngày không ăn. Bữa đó mà trời mưa tầm tã không làm gì là Ngài nhịn đói. Thì bữa đó có một con mèo nó nhiều màu, ngũ thể nhiều màu, nó đẹp. Nó chạy từ bên đông đường chạy qua tây đường, tức là từ bên nhà hướng đông chạy qua nhà hướng tây, thì chạy đi nửa chừng gặp mấy người đó giành nhau con mèo. Mấy thầy cũng vui lắm, nhiều lúc mấy thầy coi như thấy con mèo đẹp, hai bên giành nhau, Ngài ra Ngài cầm con mèo, Ngài kêu đưa đây. Mấy ông giành cái gì? Ai nói được một câu con mèo này ở hướng đông hay hướng tây, ở nhà đông đường hay tây đường, nếu không nói được ta sẽ chặt đôi con mèo này ra. Mấy ông lính quýnh hết trơn, không biết ngõ nào rời. Bây giờ nó đang đứng chính giữa, chưa phải đông, chưa phải tây, bây giờ nó không sao. Nếu nói đông đường thì cũng không phải, bởi vì nó đang đứng chính giữa đông đường với tây đường. Đường là cái trai đường, là cái nhà chư tăng để mà thọ trai á, đang đứng giữa đông đường với tây đường, thì bây giờ nói là con mèo ở đông đường hay tây đường, chả ông nào trả lời được hết. Ngài làm cái bực mèo đứt đôi luôn. Thì cái hành động này là ác, nhưng mà cái tâm Ngài đã thuần thiện, thuần tịnh, mục đích hỏi thử coi có người gì nào ngộ được không?
hỏi kiểm chứng thôi, coi thử có vị nào trong này là ngộ. Mà khi ngộ là nói một câu ra là ngài nghe ngài biết liền. Nó cùng đồng cảnh giới, đồng cái sở chứng với nhau. Cũng như hai anh chị mới lớn nhau, gặp nhau cái nói vài câu là biết là ngộ rồi đó, coi như. Được không? À, khi nhà em ở đâu, cái ôi nhà em ở cái chỗ đó là biết giới thiệu nhà, là biết thương rồi đấy, biết yêu nhau, biết chỉ nhà đến rồi đó nha. Còn nếu không có thương nhau nữa không, tôi không nói giới thiệu nhà đâu, nhà tôi ở trên núi á. Thì nó chéo que đúng không? Nó không có hợp nhau. Rồi nhà em ở đâu? Nhà em ở tận đầu sông, ở qua túi bên sông kia luôn, ở cuối ngõ. Cỡ nào cũng trèo hết đâu, cỡ nào cũng lội hết trơn. Bởi vì nó hợp nhau rồi mà nó ngộ à. Nó ngộ ngộ, cái này cũng ngộ thế đó. Thì cuối cùng ra chắc đứt đôi con mèo. Thì tâm ngài có phải ác không? Hành động là ác mà tâm không có ác. Tâm ngài không phải một chủ đích là giết con mèo, mà chủ đích là coi thử coi các người mà dành con mèo để có người nào ngộ được chân tâm chưa. Ý là vậy, nhưng mà không có nói mấy ông ngộ chưa, mấy ông không ngộ là tôi giết á. Ngài không nói vậy, mà ngài nói cái kiểu nhà thiền đó, nó hay vậy đó. Thì cuối cùng cái là mèo chặt đôi chết mang đi chôn hết. Tối về anh em huynh đệ ngồi kể, vị này ông hay lên núi, ông nhập định, ông ở trên đó, ông làm rẫy làm nương, ông ít có ở với chúng, cho nên ông, sáng ông đâu có dành mèo đâu. Thì cái cuối cùng cái rồi cái chiều ông đi về, ông làm ruộng làm lúa gì biết, ông đi về cái mấy anh em kể nói, trời ơi, hồi trưa thầy của mình á, ông chặt đứt đôi con mèo. Vị này hỏi sao chặt vậy, kêu mấy anh em thấy con mèo đẹp quá cho nên dành nhau con mèo. Cho nên ngài nói ai nói được một câu con mèo này đông đường hay tây đường thì ta tha con mèo, nếu nói không được ta chặt đứt đôi. Thì cái vị này vừa nghe như vậy, ông lấy chiếc dép ông để trên đầu, ông đi một lèo. Mấy ông này cứ ổ, ông này cũng khùng sao vậy ta. Thì cuối cùng mấy vị này qua mới nói lại với ngài Bách Trượng, kêu hồi chiều về huynh đệ con kể cái câu chuyện mà thầy chặt con mèo làm đôi á, tụi con không nói ra con mèo ở đông đường hay tây đường. Thì có sư huynh ông lấy chiếc dép ông đội trên đầu ông đi, ông này không biết ông làm cái kiểu gì. Thì ngài Bách Trượng nói hồi sáng có ông này là con mèo không chết rồi. Ngộ, hồi sáng mà có cái ông này, hồi sáng mà có sư huynh của mấy ông là con mèo này nó không chết rồi. Trời, ông sư huynh ông về trễ dữ ta. Làm sao? Nghĩa là ngài không nói gì cả, mà đôi dép là tiện, là dơ giấy nhất, cái đầu là quý nhất, thì cầm đôi dép để lên đầu gọi là quý tiện không hai. Nghĩa là ngộ được trong tâm thì không dính mắc giữa quý và tiện, không dính mắc giữa thiện và ác, không dính mắc giữa vui và buồn. Cho nên ông ngộ được trong tâm, ông chỉ làm bằng cái hành động. Mà cái người ngộ đó làm cái kiểu gì nó cũng trúng hết trơn, còn không ngộ rồi nói cái kiểu gì nó cũng sai hết trơn. Cho nên cuối cùng cái là gì, ngài biết vậy đã chứng rồi, cái bắt đầu là ông mới hàm dưỡng cái vị này, cho là một người mà quản chúng để mà lo cho đại chúng. Nhà thiền họ có những cái mà để không dính vào trong thiện ác, không dính vào đối đãi, thì họ có những cái hành động đồ vậy đó. Đó. Cho nên thành ra là cái việc của con người mình tu quan trọng là tự tịnh kỳ ý, quan trọng là nhất tâm vô trụ. Khi nhất tâm vô trụ rồi vạn cảnh đều nhàn, thì cảnh nào mình cũng thấy nó là nhàn á. Khi nhất tâm vô trụ, mình không có ghét lục trần rồi, thì người ta tới chửi mình thấy cũng bình thường, không có gì, không dính mắt nữa mà. Nó chửi bằng cái âm thanh đó qua rồi thôi, cho nó dính gì nữa đâu. Không? Cũng như là lúc trước thầy Ngữ nói chuyện trong nhà mình tí mà, nhưng mà trong nhà nghe thôi nha. Giữa thầy với Nhật Đạo cũng có chuyện gì không vui, cái thầy khó chịu trong lòng, trời ơi, để nó ở trong đó. Bởi vì trụ cái chuyện mà khó chịu đó. Rồi chiều trưa nấu ăn về là gặp Nhật Đạo đi lên ăn cơm buổi trưa. Cho nên gặp mặt nhau nữa. Cuối cùng thầy Ngữ ổng cũng hay, ổng xuống hỏi giờ phải làm sao sư phụ. Cái ông Đạo này mệt ổng quá. Kêu ổng có gì đâu mệt, cho mình làm sao mình mới mệt chứ không có gì đâu mệt. Thì cuối cùng cái thôi hai anh em lên xin lỗi với nhau, rồi gặp nhau nói chuyện, rồi hai người lên gặp nhau nói cười, nói chuyện xong rồi cười. Nhưng mà để qua cái chỗ mà không có trụ, cái chỗ mà ghét ông Đạo đó, thì cả một kỳ công. Đôi khi còn người khác để chỉ mình cái mình làm. Bữa đó sợ ông Đạo ổng cũng hằng học, coi như ổng khó chịu, kêu thêm mấy anh em lên nữa. Ông Đạo kêu không có gì đâu, trời ơi, cái gì đâu, bỏ qua dễ dàng. Thì ông hạ mình xuống xin lỗi, ông tỳ kheo không? Hạ mình xuống xin lỗi, cái rồi cuối cùng ông kia vui vẻ. Thì khi lúc đó mình không có còn trụ được nữa. Bởi vì do mình trụ nơi chân tâm thường trụ không được, trụ vào câu Phật hiệu không được thì phải trụ vô phiền não thôi, trụ vô tâm bất an thôi.
Cái tâm mình đó là năng sanh vạn pháp, nó có thể sanh ra vạn pháp và trụ trong vạn pháp và chấp trong vạn pháp và đi theo vạn pháp để sanh tử luân hồi. Ghê không? Đó. Cho nên hành ra Phật biết bây giờ con người mình để trụ vào cái trong tâm thường trụ khó, cho nên Ngài phải nói làm gì? Phải nhất tâm niệm Phật đi, trụ trên câu Phật hiệu. Cho nên trong kinh A Di Đà có cái chỗ nào quan trọng? Cái chỗ nào quan trọng? Chấp trì danh hiệu 1 ngày đến 7 ngày, đó là thượng căn thượng trí. Còn bọn phàm phu chúng ta mà 1 ngày đến 7 ngày mà không ăn không ngủ mong Phật đến rước thì cái chừng ma rước, không đủ sức làm chuyện này. Ấn Tổ nói là 7 ngày chuyện này có. Thượng căn thượng trí họ niệm trong 1 ngày thôi, đến 7 ngày là họ có sự thành tựu và tâm họ tương ứng với tâm Phật, cảnh giới xuất hiện rồi. Còn mình làm như ngài Oánh Kha 3 ngày 3 đêm thì coi chừng trở ngại. Vì mình không phải là cái người có bản lãnh này, cái dung lượng mình không thể làm được như vậy. Cho nên mình phải tính đến 7 năm 10 năm. Hay không? Hay không? Không, mình nghe người ta nói Oánh Kha 3 ngày, Kinh A Di Đà nói 7 ngày, 1 ngày đến 7 ngày không ăn không ngủ. Trời ơi, niệm ra nhìn thấy giống như là mấy khùng khùng điên điên leo mấy nhà ngồi cười. Chết rồi. Trong kinh nói mà mình không hiểu rõ nghĩa và không biết căn cơ của mình, kinh phải nói khế cơ, khế lý và khế thời. Mình không khế hợp với, đúng là khế lý đó, nhưng mà trong cái căn cơ mình làm không được, không khế cơ, thì mình làm nên mình bị trở ngại, chứ không phải do kinh. Cái này là gì? Cái này y kinh giảng nghĩa tâm thế Phật Oan nè. Không à, ly kinh nhất tự thì tức đồng ma thiết. Ly kinh một chữ là ma nói chứ không phải Phật nói. Mà y kinh mà giảng nghĩa là tam thế Phật Oan. Y kinh để mà mình làm 7 ngày rồi vô niệm Phật 7 ngày 7 đêm không ngủ luôn. Mới có 3 ngày thấy thần kinh nó giật giật tưng 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 à. Bước sang ngày thứ 5 cái nhảy lên mấy nhà ngồi à. Cái này không khế cơ. Đúng không? Cho nên cái pháp của Phật là phải khế cơ, khế lý và khế thời. Khế thời là thời đại hôm nay tịnh độ phù hợp. 1000 năm đầu giới luật thành tựu, 1000 năm sau người ta giới luật phải tu thêm thiền định, và 10000 năm sau thì chỉ cần là giữ giới luật tinh nghiêm và tịnh độ là niệm Phật là được. Phật đã quyền ký như vậy rồi. Không? Khế thời thì cái pháp của mình là khế thời nè, là pháp môn niệm Phật. Và khế cơ là 3 căn cơ, thượng căn, trung căn và hạ căn đều phù hợp. Mà bộ kinh A Di Đà là nói cho thượng căn. Không ạ, mình là trung căn hạ căn thì phải tiệm tu pháp môn tịnh độ có ngày tháng, chứ không có bộp chộp được. Ấn Tổ ngày răng dạy rất nhiều về cái việc mà bị ma dựa. Ngài nói hết 9 kẻ bị ma dựa là bộp chộp. Thấy trong kinh nói 7 ngày, bây giờ mình làm 7 ngày cái cuối cùng bởi vì trở ngại mất. Thấy không? Ừ. Cho nên cái việc mà làm thiện này thì thực sự mà nói là cái chuyện này Ấn Tổ ngài có dẫn chứng một cái điều này. Xưa kia ông Bạch Cư Dị hỏi Ô Sào Thiền Sư thế nào là đại ý của Phật Pháp. Đại ý Phật Pháp đó là tổng cương lĩnh một đời Đức Phật nói như thế nào là đại ý gói gọn nhất ở trong đó. Ngài Ô Sào đáp, đừng làm các ác, vâng giữ các điều lành. Họ Bạch bảo, hai câu nói ấy đứa bé lên 3 cũng nói được. Ngài Ô Sào bảo, tuy đứa bé lên 3 nói được, nhưng ông già 80 làm chẳng xong. Phải biết lời này chính là lời nói thiết yếu quan trọng nhất đối với hết thảy người học Phật. Câu, hai câu đừng làm các điều ác chính là đại ý của hết thảy kinh giới của tam thế chư Phật. Chớ nên coi thường, ngay trong mỗi ý niệm vừa phát khởi của chính mình hãy nên suy xét kỹ. Nếu có thể suy xét đến cùng cực thì còn có thể thành được Phật đạo, huống hồ là các quả phước huệ khác nữa ư. Kinh khủng. Ông Bạch Cư Dị, ông này cũng đặc biệt, ông là một nhà thơ bên đời thời bên Trung Quốc mà đời Đường á, ông là một nhà thơ rất nổi tiếng, rất giỏi. Rồi một số các vị nhà thơ thời bên đó thì họ văn thơ đồ, mà đặc biệt ông Bạch Cư Dị này là một người quan chức, nhưng mà tính tình ông rất là thẳng thắn, cho nên ông đụng chạm với các quan khác, cho nên các vị quan lớn hơn mới đầy ông đi ra một cái nơi biên cương hẻo lánh để cho ông làm quan ở cái nơi đó, cứ như là quan huyện mà xuống quan xã vậy, như mình hồi mình đưa xa vậy đó.
Cuối cùng ông cũng hoan hỷ bằng lòng vui vẻ, ông về được cái nơi đó, bắt đầu ông sẽ làm cải tạo lại một cái vùng đó rất là tốt, và ông có thời gian ông đi làm những cái bài thơ rất là hay. Thì ông có cái bài thơ này, đại chúng có thể ghi bài thơ này vô. Bạch cư vị có cái bài thơ này: ta 71 tuổi phải chẳng còn chuộng ngâm nga, xem kinh nhọc sức quá, làm phước sợ bôn ba, lấy gì độ tâm nhãn, ta 71 tuổi chẳng còn chuộng ngâm nga, xem kinh nhọc sức quá, làm phước sợ bôn ba, lấy gì độ tâm nhãn. Một câu A Di Đà, một câu A Di Đà, đi cũng A Di Đà, ngồi cũng A Di Đà, rảnh rang bận túi bụi, rảnh rang bận túi bụi, chẳng bỏ A Di Đà. Chiều tà đường còn xa, chiều tà đường còn xa, đời ta lầm khân quá. Khân không có rê. Đời ta lầm khân quá, sáng tối thanh tịnh tâm, chỉ niệm A-di-đà, người thông đạt cười ta, càng niệm A-di-đà. Ai chép không kịp để thấy mấy người ghi nhanh nhanh chép lại chứ không có thời gian. Người cùng niệm A-di-đà, người thông đạt cười ta, càng niệm A-di-đà, đạt thì sẽ ra sao, không đạt lại thế nào. Nguyện khắp pháp giới chúng cùng niệm A-di-đà, ta 71 tuổi. Lúc đó ông Bạch Cư Vị ông 71 tuổi rồi đó, tuổi ông bắt đầu qua hết đời người rồi, chẳng còn chuộng ngâm nga, ông làm thơ thôi. Phải nói là cái thời đó mà thơ Bạch Cư Vị là nổi tiếng bên Trung Quốc, cái thời Đường. Ông rất là giỏi, mà mới 15 tuổi là bắt đầu ông biết làm thơ rồi đó. Xem kinh nhọc sức quá, thì lúc về già bắt đầu là ông xem kinh, xem sách, nhưng mà cái tinh thần ông nó không có đủ á. Thì ông xem kinh, ông thấy sao mà nó cũng không được thanh tịnh cái tâm ông. Ông nói là xem kinh đọc tinh thần nó mệt mỏi quá, ông kêu xem kinh nó nhọc sức quá, làm phước sợ bôn ba. Cái nào ông đi nơi này đi nơi nọ để làm phước làm thiện á, ông sợ đi ra ngoài cái tâm nó bôn ba bột chột, rồi nó không có được thanh tịnh an vui á. Ông kêu làm phước là đi làm phước thiện, ông sợ bôn ba. Thì cái này ông đang chú tâm vô cái chỗ tự tịnh kỳ ý nè. Lấy gì độ tâm nhãn? Tâm nhãn là cái gì? Tâm nhãn đó là con mắt trí tuệ. Nhãn là mắt, mắt đây của con mắt trí tuệ của cái tâm mình. Cái tâm mình là con mắt trí tuệ. Thì ông nói là muốn cho cái con mắt trí tuệ này đó, muốn cho cái tuệ nhãn của mình mà phát sanh đó, thì người đọc kinh nhiều quá cũng bị trở ngại, mà người đi làm phước nhiều quá cũng bị trở ngại. Nó đặc biệt cái chỗ này. Tức là người mà thanh tịnh cái tâm rồi, họ đi làm phước cũng không sao, họ đọc kinh cũng không có gì trở ngại hết.
Cho nên Ấn Tổ Ngài mới hàm dưỡng từ 21 tuổi cho đến 70 tuổi. Tâm Ngài thanh tịnh rồi. Thấy không? Lấy gì độ tâm nhãn? Một câu A-di-đà là bắt đầu ông niệm Phật nè. Một câu A-di-đà, đi cũng A-di-đà, ngồi cũng A-di-đà, rảnh rang bận túi bụi chẳng bỏ A-di-đà. Ông niệm này là kỳ công quá nha. Rảnh rang bận gì cũng không bỏ câu A-di-đà. Còn mình rảnh rang thì ngồi uống trà, nói chuyện năm trên năm dưới. Còn bận thì nói làm mệt muốn chết, bắt người ta niệm Phật nữa. Đúng không? Rảnh rang bận túi bụi chẳng bỏ A-di-đà. Chiều tà đường còn xa, chiều tà đường còn xa. Hay, cái câu này hay. Cái câu này nó hàm ý là tuổi ông 71 tuổi là bóng xế chiều rồi, tuổi nó đến lúc già là gọi là chiều chờ, chiều tà đường còn xa. Cái bài thơ này rất là hay ấy à. Đó. Đời ta lần khăn quá, tức là chưa chọn được một hướng đi và chưa niệm Phật được nhất tâm và chưa biết cái chuyện mình chết đi đâu, cho nên còn lần khăn. Đó. Rồi sáng tối thanh tịnh tâm bằng câu A Di Đà. Sáng tối là ông chỉ niệm Phật, bận biệu rảnh rang gì cũng là gì, sáng tối thanh tịnh tâm bằng câu A Di Đà Phật. Đây là tự tịnh kỳ ý nè. Đến 71 tuổi rồi bắt đầu mới biết niệm Phật. Không bạch cứ gì. Sáng tối thanh tịnh tâm chỉ niệm A Di Đà thôi. À. Rồi, người thông đạt cười ta là có những người học thức á, học di thức, học kinh giáo đồ cười ổng á. Chê ổng sao mà ông niệm câu A Di Đà, ông là một nhà văn nổi tiếng thời Đường, ông phải học di thức, ông phải học Pháp Hoa Lăng Nghiêm đồ cho ai mà sao ông học cái câu A Di Đà này vậy? Thì ngài nói là người thông đạt cười ta thì càng cười thì gì? Càng người thông đạt cười ta càng niệm A Di Đà, càng cười ổng càng niệm, càng chê ổng càng niệm, càng chửi ổng càng niệm, càng khổ ổng càng niệm, vui cũng không bỏ câu A Di Đà. À, người thông đạt cười ta càng niệm A Di Đà. Đạt thì sẽ ra sao? Không đạt lại thế nào? Cái chỗ này là cái câu hỏi mà ngài thấm thía cái câu A Di Đà Phật. Người thông đạt thì như thế nào? Nếu mà thông đạt về giáo điển, về học giáo thì như thế nào? Cũng chả làm gì được đối với cái nghiệp sanh tử phiền não đâu. Nếu mà thông đạt về văn chương, thông bạc về nghĩa lý, thông đạt về thơ ca đi nữa. Có nhiều người Ấn Tổ ngày rầy kêu bà chỉ giỏi về cái chuyện thơ ca. Đời trước của bà là có duyên với cái thơ ca. Bây giờ bà chấp vô trong đó, bà niệm Phật chưa thanh tịnh, bà cứ bị thơ ca nó cứ làm cho bà coi như là mơ tưởng đủ thứ hết trơn. Như vậy rồi bà chết, bà đi làm thi sĩ, bà làm mấy nhà thơ chứ bà có giảng sanh được đâu. Ngày la, ngày rầy. Ông Bạch kêu vậy, ông thấm được rồi nè. Đạt thì sẽ ra sao, không đạt lại thế nào? Nguyện khắp pháp giới chúng. Cái này là cái tâm ông bây giờ bắt đầu là cảm được cái câu Phật hiệu và mong mọi người niệm Phật nè, là nguyện khắp pháp giới chúng cùng niệm A Di Đà. Thì ông này khi mà ông nghe Ô Sào Thiền Sư nói đến cái việc là cái người 80 tuổi chưa chắc gì làm xong cái việc bỏ ác hành thiện đâu. Ông biết tột cùng cổ cái điều thiện người ta làm được đó là Phật đấy. Phật là cái quả thiện tột cùng. Cái quả thiện đó là tự lợi và lợi tha, tự giác và giác tha. Đến tột cùng là thành Phật. Ông nghĩ thiện đó là ông dễ làm lắm à. Mà ông lại cười. Cái lúc đó ông còn nghĩ là ông là giỏi, ông làm được hết rồi. Cho nên ngài Ô Sào Thiền Sư nói là không làm thiện và nên làm những điều, đừng có làm điều ác, nên làm các điều thiện. Ông nghe cái là ông cười liền. Ông kêu cái chuyện này nó dễ ồn mà. Ông nghĩ ác tức là cướp của, giết người, rồi làm những cái việc sai trái ở ngoài thế gian bị tù tội ngang. Cái đó là thô quá rồi. Phàm mà làm ác quá thô phù à. Còn cái ác vi tế đó là tham sân si, nó ẩn tàng trong này. Cái lúc mất là nó dắt mình đi sanh tử luân hồi. Cái chuyện này đâu phải dễ đoạn nó đâu. Tham sân si mạn nghi là ác, là tư hoạt, là ngũ độn sử. Đến A-la-hán mới trừ được. Ông là phàm phu mà ông làm gì ông nói cái chuyện này dễ. Ngày rầy. Thì lúc đó ông mới quay đầu trở lại. Bắt đầu là gì? Ông nghiên cứu giáo điển. Ông đọc giáo điển quá trời nhiều luôn. Mà ông kia cũng mệt mỏi quá. Rồi ông cũng bắt đầu đi làm phước nữa. Thì những cái câu nói này là ông đã làm hết nè. Ông đi làm phước các nơi, ông nói cũng mệt quá, bôn ba mệt quá. Thôi giờ niệm A Di Đà cho nó sướng. Mà nói vậy không phải là ông bỏ chuyện làm phước đâu.
Hôm nay không có đặt chú trọng nơi cái chuyện làm phước là chính nữa, bôn ba nhọc nhằn nữa, đi vận động kêu gọi nữa, mà ông có nhiều làm nhiều. Không à? Ông dạy cho người ta niệm một câu A Di Đà Phật là vô lượng công đức, vô lượng phước báu à. Và quý vị có nghe Ấn Tổ ngài nói cái câu là người đó có bảy báu sa cừ, mã não, san hô, lưu ly, hổ phách, những cái gì quý báu nhất trong thế gian này, vừa bắt đầu đẻ lọt lòng mẹ là mẹ cho mình đi làm thiện, cho đến mình lớn lên, cho đến 100 năm là hết một đời người. Hết đời người có 60 năm mà ngài nói 100 năm đó, mà làm tất cả các điều thiện, không bằng cái người niệm Phật cầu vãng sanh. Cái người niệm Phật cầu vãng sanh là họ tự tịnh kỳ ý, thuần thiện thuần tịnh, họ về Tây Phương Cực Lạc. Còn mình mới có thuần thiện à, chưa có thuần tịnh thì mình lên tới cõi trời vậy á. Cho nên ra thuần ác là đọa lạc, thuần thiện là lên cõi trời. Mà đã thuần thiện mà thuần tịnh nữa thì mình tạo ra tịnh nghiệp để về Tây Phương Cực Lạc. Thuần tức là nó quá thuần thục rồi. Họ làm ác, coi như là nghiên cứu về cái chuyện tham sân si, là họ nói ra là nghe thấy nó hợp lý, mà mình vô cái là dính họ. Họ làm quá siêu, quá thuần thành về ác thì tam đồ mở cửa cho họ quê nhà là ở nơi đó vô lượng đời kiếp à. Mà cái người họ làm thuần thiện rồi, họ làm cái việc gì nó cũng là thiện hết trơn, mà họ dính mắt vô thiện thì họ chỉ lên tới cõi trời. Đây là phước hữu lậu. Lậu là cái gì ạ? Lậu là cái bình nó bị rỉ nước ra, cái bình nó bị nứt. Thì khi mà cái bình nó bị nứt, nó rỉ nước ra thì được gọi là lậu. Lậu là bị rỉnh chảy, mái nhà bị dột gọi là lậu, mái nhà bị lậu, bình bị lậu. Rồi cái bình nó hết chảy nước rồi, nhưng mà nó còn cái mùi ở trong đó. Mình lấy hết nước ra rồi, đâu còn gì chảy phải không ạ? Tập khí, sanh tử, những phiền não, tham sân si lấy ra hết rồi, chuyển hết rồi, phần đoạn sanh tử hết rồi, nhưng mà nó còn biến dịch sanh tử, nó còn cái tập khí vô minh á. Vô minh hoặc là cái tập khí sâu lắng ở đó, cũng như cái bình rượu nó hết nước trong đó rồi không chảy ra được nữa, hoặc sạch rồi nhưng mà mình ngửi cái bình nó còn hôi mùi rượu, thì cái mùi đó gọi là khí, gọi là tập khí. Nhớ hít thở nghe, mở mắt hít thở nha. Thì cái tập khí tức là con người mình gọi là cái hành động mình không còn làm nữa, không còn sắc vọng dâm dối nữa, nhưng mà cái ý nghĩ mình còn suy nghĩ, mình còn thích thú, thì đây gọi là tập khí. Mà cái tập khí này nếu mình không có đoạn nó luôn á thì nó trở lại một cái nghiệp chướng, trở lại rất nhanh. Cho nên thành ra là ông Bạch Cư Vị này được Ấn Tổ dẫn chứng là Ô Sào Thiền Sư khai thị cho ông, mà sau khi đó bắt đầu ông quay đầu. Ông quay đầu thì từ lúc đó bắt đầu là ông mới tinh tấn ông tu tập. Và cuối đời của ông niệm Phật thì mình nghĩ chắc là ông vãng sanh. Bởi vì ông đạt đến cái trình độ bận bịu túi bụi mà vẫn không có bỏ câu A Di Đà, rảnh rang cũng không bỏ câu A Di Đà. Thì cái câu này giống như Ấn Tổ nói là coi như là đường về nhà còn xa, chiều trời đã xế tà. Có nghĩa là mình đi về Tây Phương Cực Lạc còn quá xa. Quá xa tức là tính hạnh nguyện của mình nó chưa có đủ. Cho nên cái bài kệ của ngài mà nói về sống uổng 70 năm nó na ná như ông Bạch Cư Vị. Bạch Cư Vị là nói đến là 71 tuổi chẳng còn chuộng ngâm nga. Thì ông 71 tuổi ông không còn muốn làm thơ nữa. Thì Ấn Tổ nói thẳng luôn là sống uổng 70 năm. Tháng ngày chẳng còn mấy, như tù dẫn ra chợ, mỗi bước lần cái chết. Tạ tuyệt hết thảy sự, để chuyên tu tịnh nghiệp. Nếu hiểu lòng ngu thành mới là chân liên hữu. Thì cái bài kệ của Ấn Tổ này mới là độc chiêu, mới là xuất sắc. Thì hôm nay nói sơ về cái việc thiện và ác, ngày mai sẽ dành cái thời gian nói thêm điều này. Ngày hôm nay thì có một số những cái điều xung quanh về cái việc mà hơi thở. Mỗi ngày Văn Nhàn phải dành 10, 15, có khi 20 phút nói chuyện này để anh em huynh đệ thấy nó giá trị, để mình biết cái cách để dụng công tu hành. Trước khi nói đến cái chuyện hơi thở thì nó có một vài cái việc để cho mọi người khắp nơi trên thế giới nghe biết được cái cuộc sống của mình. Mình phải làm tròn bổn phận và biết cách để vận hành cái gia đình của mình như thế nào cho hợp lý. Đây là cái kinh nghiệm thực tế của Giác Nhàn.
Thì khi mà lập lên cái pháp hội niệm Phật năm 2000 thì thực sự đây là một việc vất vả vô cùng. Vất vả không thể nào có đủ thời gian và có thể nói hết được. Rồi sau đó rồi cái việc mà để hình thành được pháp hội đó là bốn bà cụ năm 2007 niệm chung với Giác Nhàn. Cho hôm qua Giác Nhàn nói nửa đùa nửa thiệt đó là ai bỏ mình cho các cụ già là không bỏ. Bởi vì bà không biết còn đường nào đi nữa hết trơn. Về nhà cũng khổ, đi đâu cũng khổ, thôi ở đây cho nó yên tâm. Một số mấy thầy mấy chú khi lớn lên rồi có được cái tầm nhìn, rồi muốn học luật, học này, học nọ, hoặc muốn đi lập chỗ riêng thì thực sự đó là quyền quyết định của họ thôi. Mình cũng không có bàn đến nhiều. Tuy nhiên Giác Nhàn hôm qua nói vẫn xác định là 20 vị. Nếu mà 20 cụ hoặc một thầy nào còn lưu lại để mà cùng để mà vãng sanh thì đây là một cái duyên lành rất là tốt. Bây giờ bắt đầu Giác Nhàn đưa vào một cái quy trình, đó là bắt đầu chuyên tu 20 năm mình vì chúng sanh, vì lập cơ nghiệp. Mà khi cái cơ nghiệp và chúng sanh họ cũng có niềm tin với mình rồi thì bây giờ bắt đầu mình làm gì? Mình quay trở vô mình tu, đại chúng quay vô tu rất hợp lý. Mình có hy sinh vì họ, đem đến Phật Pháp, đi giảng chỗ này chỗ nọ, và mình lập ra phòng hộ niệm. Mới hồi nãy nghe chú Hiền nói ở dưới sớm có người xe tông chết, gia đình không biết hiểu đạo, không biết hộ niệm, không biết tu, nghe có phòng hộ niệm cũng xin chú Hiền gọi kêu cho lên đi, chết rồi đó, cũng mang lên để niệm, gieo duyên với người còn sống. Thí dụ người chết không được vãng sanh, có nhiều người nói hộ niệm chết rồi không hộ niệm nữa, nhưng mà chúng tôi nói cứ nhận để gieo cái duyên với những cái người còn sống, họ về để họ hộ niệm, tốt vô cùng. Bây giờ để không đó, chỉ mấy bà nằm chưa chết thì bây giờ để cái hồn vô cho nó vui vui cũng được, chứ đâu có gì đâu. Có cái hồn tự nhiên nó vui lắm. Tự nhiên mấy anh niệm Phật anh cũng tinh tấn lên. Chú hoan hỷ, chú mang lên liền. Họ tự nhiên có thiện cảm với mình liền. Cái chuyện hộ niệm không những độ người chết mà độ người sống. Họ kêu trò chuyện gì thầy Nhàn sao rộng rãi quá, chết còn mang lên lo hồn lo đồ cho đủ thứ hết trơn luôn. Thấy không? Độ người sống bởi vì họ thích cái lợi, mình cho cái lợi trước. Ấn Tổ nói là trước dùng dục để dắt, dùng cái sự ham muốn của họ là dắt sâu, dùng Phật trí để cho họ thâm nhập. Thấy không? Đó, biết đâu họ lên họ thấy vậy rồi họ lên họ tu bao nhiêu năm nay, 20 năm nay họ không bước lên chùa, bữa nay gì họ lên. Là coi như là cái việc chúng tôi thấy là cái việc mà để độ sanh và cái việc để giúp đỡ chúng sanh quá lứa tuổi mình vào và mình mất thời gian quá nhiều rồi. Hôm nay mình quay trở lại theo như cái bài thơ của ông Bạch Cư Dị là thôi cái chuyện bôn ba làm phước thiện tùy duyên, ai muốn làm mình hỗ trợ. Cũng giống như là cô Thủy hôm qua Hào quay cô gọi về cô kêu trời ơi, nhớ chùa nhớ sư phụ quá. Cái ngày mà chúng tôi qua bên Mỹ mà đến Hào quay lập cái pháp hội, hai vợ chồng của cổ là đứng ra để lập pháp hội. Sáng nay cổ nghe trực tiếp nè, cổ muốn về làm từ thiện. Năm nào cũng tháng 4 là cái ngày lễ tri ân mà cổ hay gọi là sinh nhật, là cổ đi về cổ tham dự. Mà năm nay bị dịch mà ở bên Hào quay cũng về không được. Thì cổ là người mà coi như rất thích làm từ thiện à. Vì vậy cho nên thành ra là cái việc mà chúng tôi cũng nói với cổ, hôm nay cô lớn tuổi quá rồi, thôi làm từ thiện mình cũng bớt lại, ai làm từ thiện mình gửi cho họ đi. Cô nói con cũng già bảy mấy tuổi rồi, cho nên thành ra cái việc từ thiện hôm nay nữa mình cũng khép lại. Không phải không làm mà làm mà giống như Ấn Tổ tùy duyên đem gửi đi thì nó không có bôn ba nhọc nhằn. Không ạ? Rồi bây giờ bắt đầu mình quay vô trở lại với anh em huynh đệ để niệm Phật 20 năm. Bây giờ một cái thời gian hóa độ 20 năm hình thành tịnh thất và mọi người biết rồi. Bây giờ tiếp cái thời gian bắt đầu quay vô bên trong để vãng sanh tịnh độ thì hợp lý vô cùng. Đó, thì cái điều này chúng ta muốn nói nhắc nhở mấy anh em huynh đệ và các gia đình đang nghe trực tiếp là mình phải hy sinh trước đã. Chịu khó thay người nhọc nhằn, chứ không có thể là kêu mình bắt vợ mình đi làm. Mình bắt người khác đi làm, không phải bắt chứ mình kêu tôi mua tu thôi à. Tôi làm tôi phiền não quá, tôi không có thể nào tôi làm được đâu. Vậy ai làm cho mình ăn mình tu? Rồi người khác làm không phiền não à? Đúng không? Thì bây giờ mình phải hy sinh, nhất là người đàn ông, nhất là người trụ trì. Như bản thân chúng tôi thấy cái chuyện sai lầm chúng tôi hay nói cái gì đó, kêu thôi tình thất ổn rồi, khu chuyên tu ổn rồi, mình qua bên Mỹ mình ở với thầy Nhuận Minh, với thầy Nhuận Tệ ở bên đó cho yên ổn. Có ổn không? Không ổn. Bởi vì bên này nó lộn xộn đủ chuyện, mình cũng phải về mình giải quyết chứ. Rồi mình ăn mình ở một cái nơi yên ổn, mình tu hành, mình nói vợ mình con mình anh em mình làm nuôi mình, ổn không? Không ổn. Không tròn bổn phận, không thay người làm việc cực nhọc. Cái chỗ này là cái chỗ mình thất bại.
Nó họ tu không được, thôi họ làm, họ kiếm tiền cho mình tu. Mà cuối cùng họ không phải là người gánh vác tài sản gia đình về cái việc kinh tế. Người đàn ông là người gánh vác gia đình kinh tế, người phụ nữ là nội trợ trong nhà và có cái trách nhiệm thay chồng dạy con. Mình đảo lộn mất cái trách nhiệm này rồi. Đó, lý do gì? Hôm qua có anh chàng từ bên Gia Lai qua, kể chuyện này cũng vui thiệt á. Anh qua nói thầy cho con đi tu. Hỏi ông có vợ, kêu có vợ rồi. Hỏi có con chưa, kêu có con rồi. Kêu vợ con đồng ý không, kêu không. Kêu ồ vậy ai mà chứa ông được. Hôm qua lấy lời ấn tổ rầy ông. Mà mình lấy lời ấn tổ rầy là mình không có còn một cái gì mình sợ sai đúng. Chứ đôi khi mình không có cái lời người đi trước, tự nhiên mình nói ra mình ngợ ngợ, mình không biết mình không cho ông đi tu mình có mang tội không. Cái này là thẳng tay làm liền, có bủa bối văn sao rút ra sạc ngay tại chỗ. Ông đi tu như vậy, nếu có cha mẹ thì phải là cha mẹ đồng ý, nếu có vợ con thì vợ con phải đến đây đồng ý. Trời chà, đúng lại lắm, đúng lại mình lấy gùm bấu, lấy củ bấu văn sao để xử liền tức khắc luôn. Rồi lỡ mà ông đi đến đây rồi vợ con ông tới đây kiện tôi, nói là đem ông vô trong chùa ở trong đó để mà trốn tránh trách nhiệm rồi nó tiện tôi làm sao, cũng có chuyện này xảy ra. Thấy không? Bây giờ ông phải kêu vợ qua đây rồi kêu con qua đây đồng ý, nhưng mà với điều kiện là phải có người lo kinh tế ổn định trong gia đình chứ. Giàu cho ông chưa phải xuất gia, tôi nói thiệt, giàu cho ông đi tịnh tu chỗ nào cũng không ổn đâu. Thí dụ ông ổn đi, ông chứng đắc mà không biết đắc cái gì, không biết chứng cái gì á, tôi không hiểu được cái chuyện này, bởi vì cái bổn phận ông không tròn. Bây giờ bỏ vợ cho nheo nhúc, con nheo nhúc ở nhà nó đi tìm ông. Thấy không? Ông làm gì thiếu bổn phận, mình là người nam mà đi trốn tránh quê. Kỳ cục, mình phải gánh vác gia đình chứ. Nó biết bao nhiêu cặp vợ chồng họ đến cả vợ chồng luôn, họ năn nỉ như vậy đó, là con đủ trách nhiệm lo cho chồng đó, để chồng con đi tu, mà chúng tôi cũng không chấp nhận. Bởi vì cái việc mà đủ kinh tế nhưng mà trong nhà không có người đàn ông, lỡ người đàn ông khác vô ăn cướp vô làm sao? Thấy không? Mình phải có đầu có đuôi, có chung có thỉ, có trước có sau chứ. Cưới người ta về có con rồi thì vậy, con người ta là cành vàng lá ngọc, người ta ở nhà sung sướng, ông đi cưới, ông làm cho nó khổ khó khăn, để con sanh con để cái rồi ông bỏ ông đi tu. Ông mới kể lúc trước con ăn chơi quang đàng lắm, bữa nay vợ con sợ quá, kêu thôi cho con đi cho nó xong, kêu con không được đâu. Trời ơi, rồi sao? Rồi cuối cùng ông này không biết nghe lời, kêu thôi vậy con về, kêu ừ về chứ chùa nào mà chứa ông. Rõ đó. Ông nghe giảng xong ông nghĩ là vô chùa là sướng à, thức khuya dậy sớm cũng làm đủ chuyện hết trơn, chứ ông nghĩ vô chùa là sướng hơn ở nhà hả? Đâu có cái chuyện đó. Làm ông một trận mà thực ra lo là cũng khéo khéo chứ không có lầm mạnh quá, nó phiền não phải không? Gặp tổ là thôi chứ ông lấy gậy ông quất cho dài gậy luôn chứ đừng giỡn. Rồi cuối cùng gặp cái đứa bé, nó ảo đứa nhỏ chắc cũng 5-6 tháng gì đó, mà con bé này nhìn nó cũng xinh lắm. Đứa nhỏ chút xíu cái dán nhàn lại, dán nhàn lúc tiếp á, xong rồi nó tới, xong rồi dán nhàn ảo thằng nhỏ lên, mấy bà bên ngoài cứ đứng nhìn tưởng con dán nhàn nha. Mình cũng mất cười, bà mím cười cười, kêu chắc ông này nhà cũng có con hay sao ta. Cái mình cũng ảo lên mình so, mà thằng nhỏ nó gặp dán nhàn đứng cứ cười cười à. Cái hỏi, ủa ba nó đâu rồi? Kêu ba nó làm công an ở Sài Gòn á, kêu nóng quá thôi, để ba nó lo kinh tế cho. Con lên trên này con thuê nhà chị Thu mà nó hay khóc cho nên thành ra con xuống tuốt với cây bơ, con thuê cái nhà dưới đó nó rẻ hơn. Hỏi vậy lần sau mang nó lên, cứ có Honda con bỏ nó một chút con đèo lên đây, hàng ngày lên đây cho nó niệm Phật. Hỏi nó ăn được chưa, kêu không, nó mới bú sữa à. Cái lên trên này con nghe niệm Phật con thanh thản, con thích quá, con xin lên cái chồng con cho con lên trên này, ở trên này. Nó kêu được, như vậy là thầy thấy hợp lý. Ông chồng làm công an kiếm tiền nuôi con ở trên này thì hợp lý không à? Chứ mà con mà ở dưới đó mà kiếm tiền ở ngang cái chừng dính vô mấy ông khác là kẹt dữ lắm, mà không được đâu. Cho chồng mà mang con lên đây nuôi là không ổn, không đúng lời tổ dạy. Chồng mà đi nuôi con ở với con bắt vợ Lào là chúng tôi nói không hợp lý. Mà cái cô này hôm qua là chúng tôi thấy hợp lý rõ ràng không? Nên ra cái việc mà chúng tôi muốn nói cái gì là bổn phận mình phải lo cho xong. Như hôm nay tịnh thất sửa sang cũng ổn nè, phòng ốc mấy thầy cũng ổn nè. Qua một cái mùa dịch bệnh mà tưởng chừng như là đại chúng phải đi hết, mà cũng có dành dụm để mình nuôi chúng ổn định đến hôm nay. Mình tròn bổn phận rồi. Bây giờ mình vào tịnh tu có thầy ngữ nấu ăn là chúng tôi thấy nó ổn. Không có cái gì mình mắc cỡ, mình thẹn với lòng và mình không hết bổn phận với người khác. Đúng không? Anh em dưới này cũng ổn định, có vườn rau, đồ mọi thứ sinh hoạt ổn định. Thì lúc đó cũng đâu có muộn đâu, mình tu thì nó lại mau thành tựu hơn. Còn tu nửa chừng bị đi ra lo kinh tế, lo tùm lum ở nhà cửa thì tính làm sao?
Ở đây là cái chuyện mấy anh em phải suy nghĩ hết sức thận trọng. Chưa tròn bổn phận với một vị thầy, đúng không? Rồi mình ra đi thì cũng trở ngại. Chưa tròn bổn phận với lại là vợ, là con, là cha, là mẹ, thì mình kêu mình đi tu để chứng quả, không có chứng được cái quả gì đâu. Thay người làm việc cực nhọc, tròn bổn phận, thấy không? Giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thanh mà. Nếu mà không làm được cái này thì gần như là người này đã là người ác rồi. Người ác sao niệm Phật vãng sanh được? Mấy cái chỗ này là chỗ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Rồi. Cho nên thành ra là cái việc chúng tôi nói điều đó. Còn về cái việc hơi thở đó thì chúng tôi nói thực sự là nó quan trọng. Mấy hôm trước ngủ dậy nó mệt, mình nghĩ ổn, đã nghỉ làm việc không có làm cái vườn rau tính ra cũng 3-4 ngày mà sao ngủ dậy là mệt, không hiểu nổi. Ra công phu vô không nổi, nhói sâu lưng khó chịu, tổn khí. Cái người tổn khí là sâu lưng họ nó nhói, tức là cái phổi họ nó thắt lại, nó không có đủ không khí vô. Hàng ngày mình không hít thở đó, nó thắt lại cho nên nó nhói sâu lưng khó chịu. Đầu thì bị hay nhức đầu, ngủ thì không có sâu, hay mộng mơ, rồi nghĩ thấy tùm lum hết. Tự nhiên đâu thấy cái động nó sụt cái rầm, mấy ông Phật ngồi còn y nguyên chứ vậy được không? Nó tùm lum hết trơn. Bữa nay ra nhìn cái trò cái động nó chét xi măng kiểu này mà làm gì sụp. Thầy Phổ giống thầy Giác, ông khoan sắt, ông bắn bao nhiêu trăm cây sắt trong này mà xi măng chét cỡ này mà làm gì có chỗ nào mà sụp, mà sao nằm mơ thấy sụp. Bây giờ ngồi trong đây nhiều lúc cũng hơi ớn ớn, cái tâm nó không có ổn, nó ổn do làm việc nhiều quá. Cuối cùng hôm nay gì, bắt đầu hít thở, hít sâu vô như vậy thì ngủ ít hơn, mà dậy thì nó sảng khoái. Cho nên mình hỏi vì lý do làm sao thầy tánh 12 giờ mấy, 2 rưỡi bắt đầu ông ra ông lạy Phật. Đó, hồi nãy giờ ông hít thở thiệt sâu, không khí ở trong người ông rất đầy đủ, cho nên ông ngủ ít mà ông coi sách nhiều vẫn không có mệt tinh thần. Sáng ông dậy sớm ông lễ Phật từ 2 rưỡi đến 4 giờ rồi bắt đầu tu với đại chúng, mà ông niệm âm âm. Là lúc trước ông tổn khí cho nên ông giữ được cái khí lực trong người, bây giờ ông thấy lợi ích. Mà khi mà con người hàng ngày mà hít thở tối nằm ngủ, cái người mình nó đầy cái không khí rồi á, mà nó sướng trong người lắm. Lúc đó mình được nghỉ nha, mình được nghỉ, mình được ngủ mà không khí nó đủ trong người nữa. Lúc trước không đủ không khí, nằm lăn qua lăn lại trằn trọc nó không ngủ, mà bây giờ vô nằm cái thấy nó căng ngay như đủ không khí, cái nó chìm vô giấc ngủ, chưa đủ 5 phút là nó chìm. Dậy cái 2:30 bật lên tỉnh queo liền. À, hôm qua mình tuy rằng đi giảng mà hít thở nhiều, bắt đầu chiêm nghiệm được cái sự hít thở. Đây là cảm giác thấy. Mà trong 8 cái điều lợi ích này, họ có nói là cái người mà căng thẳng là suy nghĩ nhiều quá, thì giảm cái căng thẳng, bạn sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn khi hít thở sâu, khi luyện tập bài hít thở. Nó làm thư giãn tâm trí bằng cách kích thích hệ thần kinh phó giao cảm. Cái danh từ này khoa học nè. Hơi thở nông không sâu là một trong những lý do làm cho bạn căng thẳng. Không hít thở đủ đồng thời làm căng không hít thở đủ đồng thời làm căng cơ, tức là trong cơ thể của mình nó bị căng thẳng, đầu óc căng thẳng mà cơ thể nó căng thẳng hết, những cái cơ thể cơ bắp mình bị căng thẳng hết rồi. Vì vậy hít thở sâu thường xuyên để có tâm trạng tốt, thả lỏng các cơ và tránh bị stress. Này khoa học, 8 cái điều lợi ích này của một vị giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Ngô Mỹ Hà đăng lên ngày 23 tháng 1 2020, mới tin luôn. Cái người mà căng thẳng là lý do gì? Căng thẳng là gọi là bị uất khí. Uất khí tức là sân hận, bực bội, tức tối, tham lam, si mê, không biết là thiện là ác, làm việc đó có đúng hay sai thì gọi là uất khí. Danh từ nói là căng thẳng là danh từ bình thường, mà danh từ đúng có nói là uất khí, tức là tinh thần của mình không có thoát ra được và không có thông được, và không khí cũng không thông mà tinh thần không thông, thì nó nằm ở trong này, gọi là uất, ẩn uất ở trong này. Thì cái cách để hóa giải uất khí này á, thì bước đầu phải dùng cái không khí oxy đưa vào cho thiệt sâu, hít cho thiệt sâu để nó thông cái đường hơi thở, gọi là khí này nó không có bị quặn, bị uất chứ. Rồi từ cái tâm an trụ nơi cái khí là cái hơi thở mình đó,
thì nó sẽ hóa giải từ từ những cái uất khí đó. Cho nên có những người họ uất khí đến lúc họ tự tử chết, mình nói gì họ cũng không làm được theo mình. Mình là quan điểm mình nói niệm Phật đi, họ niệm không nổi, bị tổn khí quá rồi, uất khí quá rồi, niệm cũng không nổi, chán quá, rồi kêu họ đi chơi đi. Có cái cô Phật tử đó, mẹ cô chết xong, cô buồn đó, mỗi cái miệng cũng quá không, mà méo cái miệng luôn, kêu bà đi chơi, bà kêu không có cảnh gì vui hết trơn. Nhớ mẹ buồn quá, bà ức uất khí trong người. Mà nó quặn uất khí trong người thì cái máu độc nó tăng trưởng và nó kinh khủng lắm. Con người mà uất khí rồi mà nhìn gương mặt họ xám xám luôn. Có những người họ niệm Phật quá mạnh luôn, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà niệm ngày đêm cái mệt quá, đuối rồi, khí lực tổn rồi, không niệm nổi nữa, bắt đầu nó mới dập lại chứ. Cái tinh thần căng thẳng giống như là dây đờn căng rồi, bây giờ nó dùng, nó dập, bắt đầu là ý niệm sợ tăng lên, không có cái gì trụ được nữa hết, chui xuống đến giường nằm, còn sợ người ta giết nữa. Cuối cùng bị điên loạn chết luôn. Không biết cách niệm Phật. Này gọi là uất khí, là tổn khí, nguy hại vô cùng luôn. Bởi thầy Tánh nói, trời, cái hít thở sâu không tốn tiền thuốc để chữa bệnh tổn khí, mà cũng không có cái thuốc gì để mà chữa tổn khí. Thì cái người uất khí này thì nó từ nơi cái tâm lý bất ổn, căng thẳng quá, thì cái bệnh này bữa nay quá nhiều. Chúng tôi nói chỉ một cái lợi ích đầu tiên là giảm căng thẳng của hít thở, nhờ một tiến sĩ bác sĩ này nói nha, để cho quý vị tin. Và cái người họ dạy học nhiều quá cũng bị căng thẳng. Hôm qua có con bé lên với mẹ nó, hai mẹ con, bé này nó dạy tiếng Nhật. Hồi chiều hôm qua về rồi mà sáng hôm nay nó ngồi nó nghe. Giang Nhàn nói sáng hôm nay có nói về cái chuyện mà hít thở. Bây giờ chiều hôm qua, hồi sáng qua lên nghe Pháp, mà hầu như nghe Pháp lúc nào cũng ngủ gục. Mà hôm qua nó nghe đến cái chuyện hít thở sâu không ngủ thì nó làm theo, nó không ngủ, nó mừng. Nó mừng quá chừng, cái nó nhái Giang Nhàn, nó kêu hôm nay thích nhất là cái chỗ. Bây giờ hôm qua Giang Nhàn hít thở chui cái mỏ lên đó. Nó cũng bắt chước. Nó kiểu hay nhất là cái chỗ hôm nay hít thở không ngủ. Giảng hay gì cũng không bằng cái hít thở. Bây giờ giảng hay mà không hít thở ngủ thì hay gì nữa hay. Trời ơi, nó chui cái mỏ nó hít mình cười muốn chết luôn. Nó mừng quá, nó kêu có đường đi rồi, hôm nay không sợ ngủ. Uống nước trà nhéo bầm bắp dế luôn cũng ngủ, tát vô mặt cũng ngủ luôn. Bây giờ nó thiếu cái hơi thở chứ đâu phải làm cái đó nó hết ngủ. Ai da, trời ơi. Nó kêu con dạy học căng thẳng dữ lắm, dạy tiếng Nhật nhiều em căng thẳng. Nó kêu bây giờ hít thở hết căng thẳng nè. Ở trong này ai kêu rằng là tâm thanh tịnh không căng thẳng đâu. Có nhiều lúc Giác Nhàn cái đầu nó căng thẳng, nó căng thẳng đến nỗi mà mình chuẩn bị cái điều đó nói, mà nói nó lại không đầy đủ, mà nó lại quên. Căng thẳng quá là bắt đầu trí nhớ mình bắt đầu nó sẽ lu mờ, và nó mệt mỏi. Và con người căng thẳng đến mức độ là họ không tự chủ được nữa. Họ chạy, họ la, họ chửi đồ. Ở bên nước ngoài họ ngồi họ coi, tập trung vô cái chuyện mà bắn súng rồi đánh nhau rồi ở trên game á. Họ coi cho nó đến lúc họ nhập vào cái cảnh đó, họ căng thẳng là họ ra mua súng, họ vô trường họ bắn tâm 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 chết cả đám. Khi họ làm như vậy thì cái đầu họ nó mới thoải mái được. Họ hung tập cái đó vô, bây giờ họ làm như vậy họ mới thích, thà họ chết cũng được. Thì cái đó là bị chết nặng. Và đến lúc họ mệt mỏi không tự chủ được, họ cởi quần cởi áo đi ngoài đường, gọi là điên, căng thẳng đến mức gọi là điên. Mà bữa nay điên dữ lắm, điên bữa nay điên dữ lắm. Ở dưới Sài Gòn nó nóng á, xong được công việc nhiều quá, nó căng thẳng mà không hít thở, mà ba cái không khí dơ nữa, thì cuối cùng nó điên, nó chết quá trời luôn. Nó muốn không điên là sao? Trời ơi, đơn giản gì mà hết điên, hết căng thẳng. Và trong này nó nói một cái này nó mới hay nè. Con người mình thường là axit trong người rất nhiều, ăn ngọt cũng bị tăng axit, tiểu đường như chúng tôi là bị cũng loại axit đường nhiều, chua cũng là một loại axit, mà axit chua để làm máu nó vẫn đục, và axit đường là làm cho máu bị bệnh tiểu đường là nhanh nhất. Thì họ nói là nếu hàng ngày mà cứ ăn chua ăn đường, suy nghĩ vọng động căng thẳng, rồi tinh thần mình không được ổn, thì cái lượng axit này không bị phân hủy, nó không bị tan đi và nó không có bị bào mòn đi. Nếu người đó đưa lượng oxy và hít thở sâu thì axit trong bao tử và axit trong máu và axit đường sẽ pha loãng. Cực kỳ hay luôn, vị bác sĩ này nói cực kỳ hay luôn. Khi hơi thở đưa sâu vô bên trong, axit trong bao tử pha loãng, bao tử người này không đau.
nhớ cái chỗ này. Bà tử người này không đau, hôm qua gặp cái cô đó con nói con đau bao tử, con đau đầu. Kêu đau đầu là thiếu máu lên não. Thiếu máu lên não là không hít thở sâu, không hít thở sâu cho nên máu thiếu lên trên não. Và bao tử cô di axit trong đó cho nên nó bào, cô sốt khó chịu. Bây giờ cô hít sâu đi, mà cái lượng oxy mà nó vô thì cái nguyên tắc là axit phải tan loãng. À, hay như vậy, oxy đây không những là nó vô trong não, nó vô trong máu luôn, nó mát, nó làm cái buồng phổi tốt là và toàn bộ cơ thể nhận được tín hiệu oxy. Mà cái người mà cơ thể giàu oxy là người này không bị độc tố trong người, không bị ung thư, không bị những cái búa trong người. Này bác sĩ tiến sĩ này nói cái bà Ngô Mỹ Hà này, bà này bà giỏi. Cái ông chứ không phải bà. Ông có thị, ông Ngô Mỹ Hà là một bác sĩ tiến sĩ, ông này ông giỏi. Đúng không? Ông nghiên cứu được mà Đức Phật trước đây hơn 2000 năm ngài đã nói cái chuyện này rồi. Hằng ngày ngài đi là chân đất là để cho cái bàn chân mình nó chạm với mặt đất để nó cấm vô những cái huyệt. Cái đầu ngài đội lên trên trời là buổi sáng sớm nắng nó vào trong cơ thể. Đức Phật sống rất khoa học, mình tưởng đầu trần chân đất là khổ hạnh là không phải khoa học mà là khoa học. Bây giờ người ta mới làm những cái viên đá sỏi để họ đi ở trong nhà, đâu có bằng ngoài đất thiệt đâu. Không? Đầu đội trời, chân đạp đất, đi khắc thực. Đó là một khoa học đó. Và gì? Trên đường đi là hít thở. Hãy đứng cái cuộc đời Đức Phật sống không? Và không cho tâm tham sân si khởi lên. Không cho tâm tham sân si khởi lên là ngủ dưới gốc cây một đêm, không cho nó quá ba đêm. Ghê không? Phật là vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ mà làm như vậy là mình biết cỡ nào. À, mai chúng ta nói thêm cái chuyện hơi thở. Cho nên bình thường mà không hít thở, bây giờ vô đây chị không nổi với nó. Không khí không đủ, bắt cái não mình làm việc nghe người nói nhiều quá, nó mệt, nó đuối, mà nó gục liền. Kêu nó không nhắm mắt, nó làm sao mà nó làm được. Hít thở cho sâu vô quá dễ, đơn giản, nhẹ nhàng, không nhọc sức, không tốn kém, không phiền hà ai. Thế mà cơ thể được khỏe, không bị những độc tố trong người thì làm sao có bệnh. Trời ơi, cái này nó hay. Mà khi mà cái sức hít thở sâu được rồi đó thì người này niệm câu Phật hiệu là phải định thôi trong đó. Tâm đã định thì niệm câu Phật hiệu là định. Tâm tán loạn thì niệm câu Phật hiệu càng tán loạn. Ấn Tổ nói cái chỗ này đó. Càng niệm càng bị tán loạn. Tại vì sức định không có. Dĩ nhiên niệm Phật là định, nhưng mà cái tổn khí nó bị rồi, cho nên nó không có cái khí lực trong người, nó không có định nổi. Sáng nay trời ơi nó sung sướng. Qua niệm một câu là nó sung sướng một câu. Thức dậy nó sảng khoái, đi vòng vòng cả gần 10 vòng niệm Phật hít thở. Mà bước đầu là nó chưa niệm quen, cứ hít đi, hít cho thoải mái đi, cho nó đầy không khí đi. Rồi bắt đầu nó để câu vô câu Phật hiệu là nó dính chóc liền. Cái này là kinh nghiệm xương máu. Bởi vì nhiều lần tổn khí quá, và tổn khí đến cái lúc tưởng chừng như là chết luôn rồi đó. Cho nên đây là bài học vô giá mà. Cố gắng mỗi ngày phải nói cái này cho mấy anh em thấy giá trị. Người đời thôi, ông tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ này ổng đã tìm ra được mình nên học theo người đi trước đi. Không, mỗi ngày nói một chút cái chuyện này cho mấy anh em lấy làm cái hành trang để mà thực hành thôi, chứ không phải nói lý thuyết nữa đâu. Để ý coi, ai hít thở sâu người này sẽ ngủ ít mà rất tỉnh, thức dậy không lầy nhầy, không có lờ đờ, bảo đảm dám chắc luôn. Này là chúng tôi đã chiêm nghiệm, trải nghiệm rồi. Chắc chắn luôn. Còn nằm mà thức dậy lừ đừ dậy không nổi là người này thiếu oxy. Hồi hôm trước không có hít thở nhiều, chắc luôn là như vậy, không chạy đâu hết trơn. Mà còn lừ đừ như vậy nó thành thói quen nữa là đố mà nó dậy nổi luôn. Thấy không? Đó là cái bài học hôm nay. Còn mấy cái lá thư thì để sáng mai đọc. Mỗi ngày đại chúng cố gắng chịu khó lắng nghe. Trên tỉnh thất cũng cố gắng ghi chép lắng nghe. Và những người trên toàn thế giới cũng cố gắng lắng nghe. Và năm nay đó là vì có một cái cô hôm qua thầy Nhuận Minh nói là cô bên Nam Cali mà hôm trước cúng 1000 đô đó. Thì cổ có hỏi về cái việc năm nay là mình lễ Vu Lan vào ngày nào. Thì chúng tôi tổ chức vào ngày 12 tháng 7 âm lịch là tổ chức ngày Vu Lan. Thì về cái chuyện Vu Lan thì mỗi năm cũng mua y, mua áo, anh em ai thiếu mình mua quà tứ sự để mà cúng dường cho đại chúng. Cổ nói cổ phát tâm thì tùy hỷ thôi, tùy theo khả năng của mình thôi. Mà chúng tôi thấy cũng làm lạ, mà vào cái mùa dịch người ta không đi làm mà cổ cúng 1000 là chúng tôi thấy lạ. Thường người ta gửi về 300, hôm qua có 100, ít có khi nào 1000.
mà ngay bắt đầu cái mùa dịch bên đó mà phải nói dữ dội, không đi làm mà cô cúng ngàn, cô này có dự trữ tích trữ. Cũng như tỉnh thất của mình khi dịch bệnh không có ai vô gần 2 tháng trời mà vẫn có tiền chi phí, thì Ấn Tổ nói là phải để dành dụm để cái lúc mà mình chi phí, cái lúc mà túng thiếu, biết dành dụm không có xài phung phí, thấy không? Đó. Cho nên thành ra là cái việc mà hôm nay chúng tôi muốn nói quý vị đó là cái chuyện mà thiện ác không dễ gì làm. Cô này cô làm thiện được trong cái lúc mà lại khó khăn. Mà cái ngày mùng 2 tháng 6 âm lịch đó, nhường 2 tháng 4, tháng 6 vẫn tính bình thường đó, là không có làm tháng năm, mà đúng ngày mùng 2 tháng 6 đó là dỗ sư cô Liên Phương. Mọi người sắp xếp được thì về hôm đó làm lễ dỗ sư cô. Và bắt đầu là ngày mùng 2 đó là sẽ phát cái phiếu để ngày 19 tháng 6 lễ. Thì quý thầy trên đó bố trí xem thử coi là nệm mình xếp thoải mái nhất, thử thiếu bao nhiêu cái nệm để người ta lại ngũ bách danh trong hai cái chánh điện đó. Đó. Chứ không thể tràn ra bên ngoài được, cùng lắm là ra cái máy tâm thánh thôi, chứ không tháng 6 là mưa tầm tã là không có lễ được, ướt hết. Đó, thành ra mình phát cái phiếu cho họ. Mình phát cái phiếu cho họ để cho mình quản lý được cái số lượng người, là quý thầy cũng phải phát ở dưới này trên đó phát đủ 1.000 cái, mà nếu trên đó mùa mưa mà không đủ 1.000 thì phải bớt lại thôi, phát phiếu, chứ không có thể nào mà mình cho vô đại trà mà có thể quản lý mà mình lo hết cho họ được đâu. Đó là cái việc chúng tôi thông báo như vậy. Bây giờ đây hết giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Phật và chúng sanh cùng một tâm thể, nhưng sự thọ dụng khác biệt như trời với vật, là do vì dụng tâm chẳng đồng mà ra. Phật chỉ nghĩ dùng lòng vô duyên đại từ, lòng đồng thể đại bi để độ thoát chúng sanh, chọn không có tâm ta người đẩy kia. Dẫu cho độ tận hết thảy chúng sanh, cũng chẳng thấy tướng người độ kẻ được độ. Vì thế phước đức được chọn đủ, được thế gian tụng kính. Chúng sanh chỉ dốc lòng thành, tự tư tự lợi, dẫu thân thiết như cha mẹ anh em, còn chẳng thể không có tướng đây kia, huống chi là người xung quanh, người trong cõi đời ư? Do vậy cảm lấy nghiệp báo, hoặc sánh trong nhà bần cùng hạ tiền, hoặc đọa trong tam đồ ác đạo. Dẫu cho tự tu giới thiền thiền định được sanh về chỗ vui trong nhân gian hay cõi trời, nhưng do không có tâm đại bi nên chẳng thể khế hợp bồ đề được ngay. Do vậy vừa hết phước báo lại bị đọa lạc, chẳng đáng buồn ư? Như vậy nếu chỉ muốn tạo lợi ích cho người khác thì lại trở thành làm lợi cho chính mình. Kẻ chỉ muốn tự lợi thì chính là tự hại vậy. Trích dựng văn sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 3. Chuyện trong thiên hạ đều có nhân duyên, chuyện được thành hay chăng đều do nhân duyên gây ra. Tuy có người làm cho chuyện ấy thành hay bại, nhưng quyền lực thực tế là do cái nhân trước của chính ta, chứ không do cái duyên hiện tại. Hiểu điều này sẽ vui thế mạng trời, chẳng oán chẳng hận. Nếu biết nhân trước quả sau thì cùng quẩn hãy thống suốt, được mất đều do ta tự chuốc lấy. Dẫu gặp nghịch cảnh cũng chẳng oán chẳng hờn, chỉ hổ thẹn chính mình đức chưa đủ, chẳng thấy trời hay người có lỗi lầm. Xin xem ý này trong lời tựa cho bức Gia Khánh Đồ nhà ông Hà Lãng Thiên trong bộ Ấn Quang Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên. Thuận theo địa vị mà hành, không chống hoàn cảnh nào chẳng tự tại vậy. Trích dẫn văn sao Chánh Biên quyển 1. Con người sống trong thế gian, việc thành đức, đạt tài, dựng công, lập nghiệp, cũng như thành được một tài, một nghề để nuôi thân mình và gia đình, đều phải nhờ vào sức văn tự, chú trì giúp đỡ.
thì mới được thành tựu. Văn tự là món quý báu nhất trong thế gian, có thể khiến cho phàm thành thánh, ngu thành trí, nghèo hèn trở thành phú quý, bệnh tật trở thành khỏe mạnh, yên ổn. Đạo mạch thánh hiền được lưu truyền thiên cổ, việc kinh doanh của gia đình mình được truyền đến con cháu, không gì không nhờ vào sức văn tự. Nếu cuộc đời không có văn tự thì hết thảy xử lý đều chẳng thành lập, con người chẳng khác gì cầm thú. Văn tự đã có công sức như thế, cố nhiên phải nên trân trọng mến tiếc. Trộm thấy con người hiện thời mặc tình khinh nhờn, quả thật coi của quý báu nhất khác nào phân đất. Sao không đến nỗi hiện đời tổn phước giảm thọ, đời sau trở thành vô chi vô thức ư? Thêm nữa, chẳng những không được khinh nhờn ruồng rẫy văn tự hữu hình, mà đối với chữ nghĩa vô hình lại càng chẳng được khinh nhờn ruồng rẫy. Hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nếu chẳng tận sức thực hiện thì chính là quên mất tám chữ đó. Đã quên mất tám chữ ấy thì sống làm hạng cầm thú, mặc áo đội mũ, chết sẽ đội trong tam đồ ác đạo, có đáng buồn hãy chăng? Chích dẫn văn sao chánh biên quyển 2. Một pháp nhân quả là bước đầu nhập môn của Phật giáo, mà cũng là kế sách trọng yếu để thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian và xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Nếu nay chẳng lấy nhân quả làm nhiệm vụ cấp bách để cứu quốc, cứu dân, dù ông có trí xảo, đạo đức cao siêu đến mấy cũng chỉ uổng công, vì chẳng giảng đạo lý cũng như không có vương pháp vậy. Thánh hiền thời xưa không ai là chẳng dè dặt kinh sợ để tự rèn luyện giữ gìn mình, nên tâm họ chẳng bị cảnh phú quý cùng thống xoay chuyển. Cùng thì riêng thân mình thiện, đạt thì khiến cả thiên hạ cùng thiện. Người đời nay trong những hành vi lời lẽ thường ngày, trong vòng cha con anh em, chồng vợ, mỗi mỗi đều chẳng thể như pháp. Người có chút chi kiến bèn làm mong làm bậc cáo nhân lỗi lạc, chưa có quyền bèn mặc tình cuồng vọng luận nghị mù quáng để mê hoặc người đời. Đã có quyền vị rồi bèn tỏ rõ cái ác niệm bạo ngược tàn nước hại dân. Gốc bệnh là do lúc ban đầu cha mẹ thầy bạn chưa từng dùng đạo nhân quả báo ứng để chỉ bảo cho kẻ ấy. Nếu biết nhân quả báo ứng đối chúc thì khởi tâm đồng niệm, ắt điều kiên dè chẳng dám phóng túng. Dù chẳng mong thành thánh thành hiền, muốn chẳng kinh sợ dè dặt như vào vực sâu, như đi trên băng mỏng cũng không thể được. Vì thế những người thiện tư cao phải bắt đầu từ những điều thiện cần, chớ cho là điều lành nhỏ nên không làm, chớ cho là điều ác nhỏ rồi cứ làm. Cứ vun bồi từng tí một sẽ thành tánh. Ví như cây cỏ đã mọc thẳng, đến lớn muốn uống công chẳng thấy được. Ý gia trị bệnh, gấp thì trị ngọn, thông thả bèn trị gốc. Ví như có người yết hầu ổn thủng, ăn uống khó nuốt xuống, thở ra khó khăn, trước hết phải tiêu trừ chứng thủng, sau đấy mới căn cứ trên gốc bệnh điều hòa tạng phủ. Nếu chẳng trừ trước chứng thủng ấy, người đó lăn đùng ra chết, dù có lương phương diệu dược trị được gốc bệnh cũng chẳng làm gì được. Nhân quả chính là diệu pháp để tiêu trừ chứng bệnh thủng ngày nay. Nhưng một pháp nhân quả trị được bệnh cả gốc lẫn ngọn, kẻ sơ cơ nương vào đó sẽ cải ác tu thiện, người thông hiểu nương theo đó có thể đoạn hoặc chứng chân, thông trên xuất dưới. Dù là hàng phàm phủ sắc đất cho đến bậc viên mãn Phật quả đều chẳng thể lìa pháp này. Chữ nhân quả nào phải
chỉ được mỗi bệnh ngọn ư? Một pháp nhân quả chính là lò luyện lớn để nung phàm luyện thánh của thanh nhân thế gian, xuất thế gian. Nếu lúc ban đầu chẳng hiểu rõ nhân quả, thì sau khi đã thông tông, thông giáo, sẽ rất có thể bị lầm lẫn nhân quả. Đã lầm nhân quả, đọa lạc ắt sẽ có phần, không cách gì siêu thăng. Đừng bỏ lý này thiến cận rồi coi thường. Đức Như Lai đã thành chánh giác, chúng sanh đọa lạc tam đồ đều chẳng ra ngoài nhân quả. Những tâm lượng của phàm phu hẹp nhỏ, có lẽ không lãnh hội được những lẽ nhân quả lớn lao đã nói trong kinh. Hãy dùng những điều thiến cận trong thế gian để làm phương tiện lãnh hội những điều thù thắng ấy. Chẳng hạn như đối với bài Âm Chất Văn của Văn Xương Đế Quân, sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên vân vân, xin hãy đọc kỹ, suy xét tường tận, làm theo thì ai nấy đều là lương dân, người người đều có thể liễu sanh thoát tử. Năm trước quan từng khắc An Sĩ Toàn Thư, bạn khắc để tại Dương Châu, các nơi phát hành kinh đều có. Cuốn sách này thật là một tác phẩm trọng yếu để làm có đời hiền diệu, dân chúng hiền lành vậy. Xưa kia ông Bạch Cư Dị hỏi Ô Sào Thiền Sư thế nào là đại ý Phật Pháp. Ngài Ô Sào đáp: đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Họ Bạch bảo: hai câu ấy đứa bé lên ba cũng nói được. Ngài Ô Sào bảo: tuy đứa bé lên ba nói được, ông già 80 làm chẳng xong. Phải biết lời nói này chính là lời nói thiết yếu quan trọng nhất đối với hết thảy người học Phật. Hai câu đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành chính là đại ý của hết thảy kinh giới của tam thế chư Phật, trở nên coi thường. Ngay trong mỗi ý niệm vừa phát khởi của chính mình, hãy nên suy xét kỹ. Nếu có thể suy xét đến cùng cực thì còn có thể thành được Phật đạo, huống hồ là các cổ vị phước huệ khác nữa ư. Dạy giới thiền tức ngũ giới thập thiền để mở ra con đường trên người phẳng phiêu, hiện nhân quả để bày phương cách su tỳ tốt lành. Su là hướng tới, tỳ là tránh né. Nói đến giới thiền thì ngũ giới chẳng sát là nhân, chẳng trộm là nghĩa, chẳng tà dâm là lễ, chẳng nói dối là tính, chẳng uống rượu thì tâm thường trong trẻo, trí ngưng lặng, thần chẳng hôn mê, nên lý hiền tức là trí. Chỉ chọn ngũ giới chẳng đọa tam đồ, luôn sanh trong nhân đạo. Năm điều này nói chung tương đồng với ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính của đạo Nho. Nhưng Nho giáo chỉ dạy tận nghĩa, nhà Phật còn giảng thêm về quả báo. Thập thiền chẳng giết, chẳng trộm, chẳng tà dâm gọi là ba nghiệp nơi thân. Chẳng nói dối, chẳng nói thiêu dệt, chẳng nói lưỡi đôi chiều, chẳng ác khẩu gọi là bốn nghiệp nơi miệng. Chẳng tham, chẳng sân, chẳng si gọi là ba nghiệp nơi ý. Những điều này xét đến đại thể giống như ngũ giới, nhưng ngũ giới đa phần nói về thân, thập thiền đa phần nói về tâm. Đầy đủ thập thiền quyết định sanh vào thiên giới. Còn như các điều dạy về luân lý như hiếu với cha, từ với con, kính anh, nhường em, vân vân, đều là muốn cho ai nấy đều tận bốn phần không khiếm khuyết, thuận theo tướng thế gian để tu pháp xuất thế. Nếu nói rộng về nhân quả báo ứng thì hào lý chẳng sai. Đọa địa ngục hay sanh thiên chỉ do tự mình chiêu cảm lấy. Đức Như Lai tâm bi chí cực, muốn cho chúng sanh vĩnh viễn lìa khổ, chi hưởng các điều vui. Vì thế Ngài chẳng tiếc hiện tướng lưỡi rộng dài, vì các chúng sanh tận tình tuyên diễn. Kinh dạy Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Nếu chẳng muốn nhận quả khổ, phải đoạn trừ những ác trước đã. Nếu luôn tu thiện nhân, ác quyết định thường hưởng quả vui.
Đấy chính là điều kinh thư bảo: làm thiện thì điều tốt lành giáng xuống, làm điều bất thiện tai ương giáng xuống. Kinh dịch nói: tất thiện sự vui có thừa, chất chứa điều chẳng lành tai ương ắt có thừa. Nhưng nhà nho chỉ xét trên đời hiện tại và con cháu mà nói, còn Phật xét trên cả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai để luận. Phàm tình chẳng hiểu thấu, bèn cho là chuyện mông lung, chẳng chịu tin nhận. Như kẻ mù cãi lời người dẫn đường, tự đi vào đường hiểm, muốn chặn rớt hầm sập hố có được hay chăng? Đời sướng nhưng quả báo ứng là kính vâng theo tâm của thiên địa và thánh nhân, để thành tựu tánh đức, nhân nghĩa, đạo đức của người đời. Nếu có nhân quả báo ứng là chuyện mờ mịt, không cách nào khảo sát, thì chẳng những trách nghịch với tâm của thiên địa thánh nhân, mà thần thức của mình còn vĩnh viễn đòi chống ác thú. Nếu bậc chi giả chẳng phấn phát ý chí ưu thời mẫn thế để tu đức mình, kẻ hạ ngu không kiêng sợ gì dám làm điều ác, thì quyền dưỡng dục của thiên địa thanh nhân bị chèn ép chẳng được phô bày. Cái lý sẵn có trong tâm tánh của chúng ta ẩn mức chẳng hiện, họa hại ấy chẳng thể nói được. Thank you.